Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn có biết các bản nhạc thánh ca được hòa âm bằng đàn piano chưa? Trong các buổi lễ chủ nhật hoặc dịp lễ lớn, piano sẽ đóng vai trò chính trong việc hòa âm, định hình giai điệu bản nhạc cũng như hỗ trợ tiết tấu, âm thanh cho ca đoàn. Ở video lần này, đội ngũ Minh Phụng sẽ lên đường mang piano điện Artesia Performer đến giao cho nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quận Bình Thạnh. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Xe chở đàn đã đến, bác tài mở cửa xe và anh em chúng mình bắt đầu mang lần lượt từng bộ phận của đàn xuống đem vào phía trong sảnh của nhà thờ để mang đến lớp nhạc. Cả hai thùng đàn Artesia hôm nay kích thước gọn và khối lượng nhẹ nên mang vác vận chuyển lên lớp nhạc rất tiện lợi. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của chị ca đoàn mà team đã mang piano, phụ kiện và quà tặng tới phòng nhạc được nhanh chóng. Buổi lắp piano điện Performer hôm nay sẽ gồm có thùng đàn và kèm theo đó là thùng chân đàn và ghế piano được nhà thờ mua thêm để tiện lợi sử dụng trong các buổi dạy nhạc lý thiếu nhi. Các bạn có biết tại sao nhà thờ hai giáo xứ đều rất ưa chuộng sử dụng đàn piano trong các buổi lễ không? Đầu tiên, tiếng đàn piano tạo không gian trang nghiêm, tăng cường sự tập trung và kết nối tâm hồn của giáo dân với Thiên Chúa. Thứ hai, piano được dùng để thể hiện các bản nhạc tôn vinh, thánh ca hoặc bắt đầu một bài kinh sách bất kỳ theo ngày lễ của giáo xứ. Và nhiều tiếng của những loại piano khác nhau cùng khả năng hòa âm mang đến sự đa dạng, làm phong phú hơn cho không khí các buổi lễ tại nhà thờ, giúp tinh thần thoải mái hơn cho người tham dự bởi giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Cùng mình tổng hợp đầy đủ nhất toàn bộ phụ kiện theo đàn Performer nhé. Đây chính là giá nhạc kiểu dáng mỏng theo phong cách yêu thích của các bạn trẻ, cùng sách hướng dẫn đàn đầy đủ và chi tiết với pedal tạo ra các hiệu ứng âm thanh cực hay trên đàn. Cuối cùng là adapter 12V. Anh em ơi, nhớ lưu ý giúp mình là cục adapter và pedal sẽ ở trong mút xốp to ở phía hai đầu đàn, nên hãy kiểm tra thật kỹ khi khui đàn nhé. Còn đây là chiếc ghế piano màu đen cao cấp mang đến cảm giác ngồi cực êm, được nhà thờ mua kèm với đàn. Piano Performer mang kiểu dáng thật phong cách cùng kích thước nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian. Sở hữu màu sơn đen ấn tượng, tô điểm hoàn hảo cho chính ngôi nhà của bạn. Trên đàn gồm hai loa lớn ở hai đầu đàn, tên thương hiệu Artesia to cùng nóc xoay volume đen bóng đầy hiện đại và dãy nút chức năng nằm giữa đàn thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết. Đến với các chức năng hiện đại trên piano nhé các bạn. Đàn với 88 phím trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Đàn sở hữu nhiều chức năng quen thuộc như là metronome, đếm nhịp, dance bowl, tăng giảm tông, slide chia bàn phím, cổng kết nối USB MIDI, kết nối Artesia với máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động dễ dàng, cổng tai nghe để chơi không phiền mọi người xung quanh, Sustain pedal, jack cắm stereo layout cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Ngoài ra, khi mua đàn Artesia, bạn còn được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Các bạn cùng test đàn với cha nhé. Sau mỗi chuyến giao hàng, sự hài lòng từ khách hàng là tiêu chí hàng đầu để Minh Phụng Music đảm bảo người chơi có được trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất. Vậy là buổi giao piano điện đến với nhà thờ tại quận Bình Thạnh hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.